chào mừng đến chung kết thể thao điện tử. Đồng tiền đáng ngạc nhiên này là giải thưởng đó. Nào, bây giờ hãy chào đón Alex, mình tin ở cậu mà. Không khí đang nóng lên rồi, chuẩn bị thiết bị nào. Xong rồi đây. Chiến thắng sẽ là của mình. Wow, mình cũng muốn sảng khoái. Bực ghê đó. Cuộc chiến đồ tiện ích à. Sao lại để cô ta ăn gian như vậy chứ? Có vẻ như thí sinh chung cuộc thứ hai đã tăng thêm nhiệt cho cuộc đấu loại này rồi. Phải, anh ta chẳng phối hợp gì cả. Để không khí dịu lại, chiếc điều khiển may mắn sẵn sàng rồi. Anh nghĩ đây không có gì để khoe khoang sao? Tự làm đó nha. Đặt chiếc điều khiển yêu thích của bạn trong chiếc giải bông này, dán keo xung quanh, rồi sau đó bọc lại. Để làm nút bấm, ta sẽ cần nhựa dẻo nhiều màu. Đợi một vài phút để mỗi nút bấm dính chặt vào nhau nhé. Rồi tạo các ký hiệu bằng nút giả chống nước. Xong rồi. Cho mình may mắn nha. Chiếm lấy ngục tối nhanh nào. Lùi lại ngay. Anh mới là người chiến thắng. Cuộc chiến thiên kỷ nào sẽ được khắc ghi đây? Ai sẽ lấy được số tiền này đây ta? Anh không có cơ hội đó đâu. Đến Khải Hoàng đây. Chút gió nhẹ chẳng ngăn được mình đâu. Ta bắt đầu lo về đóng tiền rồi đó. Cơn bão đạt đến siêu mạnh. Thời điểm hoàn hảo để tấn công. Né được rồi. Có chuyện gì vậy? À, đúng là không thở được với mái tóc này. Không có tay là không được mà. À, màn thất bại tệ nhất trong lịch sử của mình. Thật sao? Tuyệt, mình là nhà vô địch. Là đỉnh nhất đó. Và Alex đã thắng được giải thưởng lớn. Tốn công mua vé rồi. Đáng tiếc quá. Bỏ đi sao? Hy vọng ta là bạn mà. Anh ấy sẽ sống như một ông hoàng. Ai mới thua cuộc đạo ha em đó. Mình không có kết đẹp rồi. Tạm biệt những đồng màu xanh đi Lucy. Chắc vui đến khùng luôn rồi. Cầm nhiêu đó đủ rồi ha. Hề hước quá mà. Người thắng cuộc có thể nhận được giải rồi. Mong là giải thưởng này sẽ làm rạng danh trong làng eSports. Sự ưu tú này. Đúng là cửa hàng hoàn hảo cho mình rồi. Để tôi dẫn cậu đi xem đồ mắc tiền nhé. Được rồi, cứ xem thử nào. Mình xứng đáng mà. Wow, phiên bản mới nhất. Đúng rồi. Đúng ý mình rồi. Mình sẽ lấy hết nó. Giữ lấy tiền đi nè. Wow, đáng đồng tiền ghê. Đừng buồn, Huggy, cậu sẽ sống với mình. Giá nhiêu? Chỉ cần chơi game thôi là được. Được rồi, triển thôi. Bắt đầu. Ồ, trượt rồi, xui ghê. Thử lại nào. Các quái vật có vẻ thích ăn tiền giấy giòn rụng rụng quá ha. Cứ thế này thì mình rỗng túi mất. Nè, nhân viên, lại đây chút đi. Cái này là giá bao nhiêu? Giảm giá, 300 đô nha. Mua luôn nè, hình như mình tiêu hơi lố. Tránh ra nào. Chủ căn phòng quyết định thay đổi hết mọi thứ. Chào mừng đến với phòng game thủ giàu có. Chào mừng về nhà. Chiếc máy đụng trúng gì mất rồi. Con đang làm đau em con đó. Đừng có đánh nhau mà biết nhường nhịn đi nha. Cẩn thận với cái hộp kính đi. Hiểu rồi mẹ ơi. Nhưng mình có kế hoạch khác. Ít ra ở nhà hãy cố làm một người anh trai tốt đi mà. Không đâu. Anh xấu tính quá. Xin lỗi nha em gái. Đây không quan tâm người nghèo nữa. Nè, laptop của em đó. Anh tự làm đấy nha. Có người anh vậy hay ghê. Chắc là vẫn sửa được chứ. Không, nó đã đi đời rồi. Cuối cùng cũng có gì đó. Ồ, Hucky tự rào cậu ấy. Cái gì chứ? Anh làm hỏng máy của em rồi nè. Rất đúng giờ. Quà nè Lucy, đừng có buồn nha. Nói móc em á hả? Chơi hết mình đi nào. Em vẫn là game thủ đỉnh nhất. Anh chỉ ăn may thôi. Nếu điều đó làm em vui. Em muốn đấu lại, hiểu chưa? Đó là cách em nói với tỷ phú đó hả? Chào nhé bạn ơi, ta đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng nhau rồi. Nhưng giờ cậu đã đi, sự lựa chọn tiết kiệm hơn đã đến với thay cậu. Hoàn toàn nghèo túng với những thứ này rồi. Mình còn phải cho đi giày mới nữa. Phải mang lại đôi cũ. Có gì thế? Anh sẽ mua giày chơi game, không có đến lượt em đâu. Thật luôn hả? Cùng đọc quy định nào. Để thuê người hầu, bạn cần có tiền. Chà, đủ đây.
tiếp là phải biết búng tay. Làm thử ha. Ừ tuyệt. Giọng ra lệnh. Này, lại đây. Lại đây. Được đó, sự tự tin xuất hiện nào. Đến rồi, tuyệt vời. Chà, dịch vụ tốt đó ha. Ta làm được gì nữa. Vậy được đó. Hiểu rồi. Người hầu ngày nay tham lam quá ha. Đáng đó. Sao anh biết được. Đúng thứ mình muốn luôn rồi. Chúng ta sẽ đánh thắng kẻ thù này. Dân thưa ngài. Ấn tượng chứ Lucy. Phải chứng tỏ là mình không có tệ. Sáng kiến này. Để cho Alex thấy ai mới là chủ. Mình sẽ vẽ vô số hình tròn lên bìa cắt tông. Lấy bút dạ và vô la. Đồng nút bấm đã xong và sẵn sàng để dán lên giày. Giữ một chút để tăng độ chắc chắn. Đôi giày chơi game của mình đã xong. Cố lắm rồi, cũng chẳng tệ ha. Nhưng mình sẽ chơi bằng điều khiển. Đã đến lúc mình phải trả thù rồi. Chiều cuối, thành tích mới. Thèm đi khám phá sao? Thích du lịch nhưng lại chụp hình muốn rụng tay. Ta cũng từng như thế đó và đã thử nhiều thứ bất tiện khác. Sau đợt chụp tháp Eiffel, nơi ta đã chụp được vai và lông mũi của ông người Pháp, ta quyết định phải mua một chiếc máy selfie ultra. Toàn thân được dát vàng ròng. Những tấm hình đẹp nhất đã sẵn sàng rồi đó. Lưu ý rằng chỉ có 3 chiếc máy selfie thôi nha. Tự tưởng cho mình sự sang trọng này đi nào. Chắc là da vào tim mình rồi. Nè người hầu. Không được rồi, là sao nhỉ? Đúng rồi, đến đây ngay. Ta đây. Ta muốn máy selfie. Wow, tuyệt đó, tiền đây. Được rồi, hôm nay hơi tham đó nha. Về đội anh nào. Thật quý giá. Sao đó em gái, ngạc nhiên chưa? À, khi nào anh mới trưởng thành đây? Phải trả thù mới được. Mình sẽ tự làm súng chụp hình. Thông thường để tự sướng thì cần có điện thoại. Cẩn thận các đường viền và vẽ tất cả những chi tiết cần thiết nha. Chú ý kỹ phần camera nha. Chiếc vỏ điện thoại rẻ này đỉnh ghê. Thêm vài chi tiết rồi kết thúc nữa. Bắt đầu thôi. Mẹ đã đúng khi nói băng dính là thứ cần thiết nhất. Dán vào máy khoan và súng selfie hoàn thành rồi. Dạ cậu không bay đi đâu được đâu. Thật định mắt quá đi mà. Bạn đang đợi nè. Thật tuyệt, anh hùng tập hợp. Tinh thần trả thù tăng cao rồi nè. Không có người nào hết. Súng selfie, tấn công đi. Bùm, lần nữa. Mình sẽ đi kiểm tra xem sao. Làm chuyện xấu không tì vết trong một giây. Tấn công hất nào. Sao chứ? Dính chặt rồi. Dùng keo siêu dính hả? Nè. Chúc chơi vui nha. Chào. Cái gì đây? Chơi vui nha. Em sẽ trả giá. Thiết bị hào nhoáng của mình. Em nghĩ em thắng hả? Anh giàu và anh có thể mua được mọi thứ. Dí hơi nhẹ rồi nha. Như đây là hết rồi hả? Sao cũng được, mình muốn có bánh lái. Yeah, bắt được rồi. Tuyệt, kiệt tác mà. Ghen tị hả? Đồ khoe khoang không biết xấu hổ. Chà, chắc là được đó. Lần này ta lại dùng bìa cạc tông để dạy anh ta một bài học. Cắt vài bánh xe mỏng ra, rồi chồng lên nhau và dán lại để tạo độ dày nha. Bạn sẽ cần tầm 5 đến 6 lớp nha. Và thêm nút ký hiệu nữa. Tạo hình tam giác từ phần bìa còn lại và phủ keo lên đó. Nếu thích, dán phần cấu trúc lại bằng miếng tam giác đã cắt. Hoàn thành vô lăng và lên đường thôi nào. Thêm một sản phẩm từ Lucy. Chưa đủ. Ồ, có gì thú vị đây nè. Chơi thôi. Giải nhỏ nè. Đáng yêu quá, bé con. Em sẽ ngồi ở vị trí danh dự nha. Chưa từng tuyệt thế. Mình là số 1. Phải, cả thế giới phải biết điều đó. Để mình khai sáng cho.
xe bánh lái cực ngầu nè. Các người hâm mộ ơi, giờ thì bầy nhầy là em gái mình làm. Độ mình chưa? Cái này hay này. Sao chứ? Đã tìm thấy thành tích. Hãy xem thứ ấn tượng nhất đi nè. Cảm ơn người lạ mặt vì sự phát hiện này. Không thể nào. Chúc mừng bạn đã thành triệu phú. Chào nhé. Không thể tin được. Sao mà đổi nhanh vậy? Người nghèo thì lại phải làm trò tiêu khiển cho bọn giàu. Tiền không phải là tất cả, Alex. Vậy chứ lại gì? Bằng chứng cho thấy em là kem thủ đỉnh nhất. Anh đồng ý chuyện đó. Anh có hơi lố rồi.